Thưa quý vị, kinh tế xã hội phát triển, cùng với đó thì cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại như đường cao tốc cũng xuất hiện ở khắp các khung đường và vùng miền. Tuy nhiên, có một thực tế rất khó hiểu, đó là mức đầu tư đường cao tốc ở khu vực phía Nam luôn cao hơn ở miền Bắc rất nhiều. Có những dự án đắt gấp 3, thậm chí là gấp 4 lần. Tuy nhiên, đất không sắt ra miếng, khi mà nhiều dự án mới đưa vào khai thác đã nhanh chóng hư hỏng và xuống cấp. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ đi tìm câu trả lời cho nghịch lý này. Năm 2009, 61 km đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, hay còn gọi là quốc lộ 3 mới, được khởi công với tổng mức đầu tư 8.104 tỷ đồng. Hay 54 km đường cao tốc Cầu Rẽ-Ninh Bình, có mức đầu tư 8.974 tỷ đồng. Điển hình nhất là dự án cao tốc Hà Nội-Lào Cai, dài 264 km, có mức đầu tư là khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 26.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại khu vực phía Nam, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây được khởi công năm 2009, dài 55,7 km, nhưng tổng mức đầu tư lên tới 18.884 tỷ đồng. Và một dự án siêu khủng khác mới được khởi công, đó là cao tốc Bến Lức - Long Thành, chỉ có chiều dài 57,1 km, nhưng tổng mức đầu tư lên tới 1,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 31.320 tỷ đồng. Nếu so sánh với dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên, tổng mức đầu tư dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đắt gấp đôi, còn cao tốc Bến Lức - Long Thành đắt gấp hơn 4 lần. Do dự án đi qua vùng địa chất thủy văn rất phức tạp, nhiều sông ngòi, vùng sình lầy nên phải xây dựng hơn 20 km cầu và cầu cạn. Trong đó đặc biệt có hai cầu lớn có kết cấu cầu dây băng là cầu Bình Khánh qua sông Xoài Rạp 2,76 km nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh với khẩu độ nhịp cầu chính là 375m, trụ chính cao 155m. Cầu Phước Khánh qua sông Lòng Tàu dài 3,18 km nối huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai có khẩu độ nhịp chính dài 300m, trụ chính cao 135m cả hai cầu. Liên quan tới câu chuyện suất đầu tư đường cao tốc phía Nam luôn đắt hơn phía Bắc, các chuyên gia của JICA Nhật Bản cho biết, thời điểm năm 2012, Bộ Xây dựng đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ suất đầu tư mỗi km đường cao tốc 4 làn xe ở khu vực miền núi, trung du phía Bắc là 7,4 triệu đô la Mỹ một km, đồng bằng Bắc Bộ là 10,6 triệu đô la Mỹ một km. Đặc biệt, vùng đồng bằng Nam Bộ là 17,2 triệu đô la Mỹ một km. Như vậy, nếu tính ra tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành thì suất đầu tư lên tới 28,2 triệu đô la Mỹ một km, tức cao gần gấp đôi quy định mà Bộ Xây dựng ban hành. Khi mà cái suất cao như thế thì vẫn liệu có gì tích cực hay không? Thế thì ở đây thì mình chưa có gì để trả lời được. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là suất đầu tư cao thế là một vấn bài toán mà là một câu hỏi đối với người bình thường. Cũng theo ông Đức, suất đầu tư đường cao tốc phía Nam luôn cao hơn các khu vực khác là không có gì ngạc nhiên và đáng phải bàn. Tuy nhiên, khi suất đầu tư vượt khung trần lên tới 40% thì cũng cần phải tính toán lại. Bên cạnh cái suất đầu tư lớn như thế, tức là cái chi phí mình bỏ ra thì lợi ích về mặt kinh tế và lợi ích về mặt xã hội lớn đến đâu? Nếu mà lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội mà thấy rằng thì là đảm bảo được thì tôi nghĩ là suất đầu tư cao không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng mà nếu mà lợi suất đầu tư cao thì thường tôi biết rằng thì là suất đầu tư cao thì dẫn đến một cái là lợi ích kinh tế bị giảm. Thế cho nên là đây là cái bài toán mà các nếu mà đúng ra thì ban quản lý dự án nên công khai ra những cái con số này thì như vậy là người dân đỡ thắc mắc. Theo thống kê của các chuyên gia kinh tế, năm 2011, chi phí làn đường cao tốc ở Việt Nam cao hơn 1,5 đến 2 lần so với các nước xung quanh như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, thậm chí cao hơn cả Mỹ. Và cũng có một thực tế rất đáng chú ý. Chi phí nhân công ở Việt Nam so với các nước trên thì nổi tiếng rẻ, trong khi chi phí làn đường lại tốn quá nhiều tiền. Rõ ràng, đây là một nghịch lý.